số máy quay ở bên ngoài luôn không? À không, chúng tôi mướn dịch vụ thuê ngoài. Cho tôi coi mấy đoạn băng đó đi. Là người đàn ông đó. Anh ấy làm rơi cái gì vậy? Anh có tìm được thứ gì làm bằng chứng hay không vậy? Không có. À, anh vừa được thả ra rồi. Sao? Em không phải là người đưa chứng cứ cho họ sao? Giám đốc Gia tận mắt nhìn thấy người này ra khỏi văn phòng của trưởng phòng Du lúc 3 giờ chiều. Giấu người này cho thật kỹ đi. Nếu tôi tìm thấy bằng chứng chứng minh được là cô có liên quan tới chuyện này thì cô sẽ tiêu đời.